qua hơn nghìn năm phát triển, từ khi bà tổ nghề chèo Phạm Thị Trân vâng mệnh vua Đinh Tiên Hoàng đã sáng tạo, truyền dạy những làn điệu chèo cho nhân dân và quân lính, hình thành một vốn di sản quý báu của chính chèo Đông, là cơ sở nền tảng để chèo Hưng Yên hôm nay phát huy thế mạnh, tạo dựng một vị thế vững chắc trong nền nghệ thuật sân khấu dân tộc và trong tình cảm, tấm lòng yêu mến của công chúng. Trong cuộc sống hiện đại, chèo vẫn có một sức sống, một sự lan tỏa lặng lẽ mà không kém phần quyết liệt. Xưa nay, chèo gắn với văn hóa làng xã và do chính những người nông dân chân lấm tay bùn tham gia sáng tạo và thưởng thức. Khi ra với phố thị, trên sân khấu rạp hát, chèo tiếp tục là sự trở về với cội nguồn văn hóa dân gian, là tiếng nói và sự phản ánh sinh hoạt cũng như xã hội thông qua nghệ thuật của các tầng lớp bình dân số đông trong xã hội. Chèo gần gũi với đời sống, sinh hoạt và ngôn ngữ của người dân lao động. Nó cũng phù hợp với tâm lý và khả năng cảm nhận của họ. Và hơn hết, nó là lời ăn, là tiếng nói, là những suy nghĩ, những tâm tư, tình cảm của họ. Chính bởi vậy mà chèo luôn có một bộ phận đông đảo những công chúng của riêng mình sẵn sàng ngả nghiêng cùng các vai diễn, cùng các tích chèo và cùng các làn điệu ý ơi. Từ những chiếu chèo sân đình, nâng cao hơn là các gánh chèo gia đình, các phường chèo, rồi lớn nhất là đến các chiến chèo, hay còn gọi một cách khác là vùng chèo. Mang các đặc điểm đặc trưng của các làn điệu, hình thức diễn sướng dân ca vùng miền. Chiến chèo Đông xưa và chèo Hưng Yên là đất chèo gốc, cái nôi của các làn điệu chèo cổ. Cho đến hôm nay, vẫn còn đó nhiều chiếu chèo, phường chèo, làng, xã, truyền thống, đại diện cho một vùng phong cách. Xưa có các nghệ sĩ được dân gian suy tôn thành các tổ chèo, chùm chèo như Phạm Thị Trân, Đào Văn Xó, Sái Ất, Đào Thị Huệ, thì sau này có Nguyễn Đình Nghị cùng các cố nghệ sĩ nhân dân Cả Tam, Trùm Thịnh, Hoa Tâm, Nguyễn Thị Mai Lý, Mạnh Tưởng, v.v. Vào những năm 1970-1971, chiếu chèo xã Dân Chủ ở Yên Mỹ đã nổi tiếng và là niềm tự hào của những người dân nơi đây. Ngày đó, đội chèo xã Dân Chủ gồm 40 diễn viên, nhạc công, người ta vẫn còn nhớ đến tay trống, tay nhị, tay tam như ông Sở, ông Hồ, ông Trịnh, những diễn viên như bà Mỹ, bà Hảo, bà Thuy, v.v. Đoàn đã lưu diễn thành công ở hầu khắp các địa phương trong tỉnh và ở tỉnh ngoài. Thế nhưng do cơ chế, đời sống nhân dân khó khăn nên tiếng hát chèo chìm vào quên lãng. Sự nuối tiếc, lòng đam mê nghệ thuật chèo đã thôi thúc mọi người loay hoay tìm hướng làm sống dậy chiếu chèo từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Chính làng lại động viên lại chúng tôi để hoàn thành tức là những cái nhiệm vụ, thì từ đó là chúng tôi anh chị em nỗ lực cùng nhau tức là để mà bắt tay nhau và xây dựng dàn dựng cái chương trình để phục vụ cho bà con được đáp ứng yêu cầu của mọi người được xem văn nghệ của địa phương. Ngoài đội chèo truyền thống ở xã Thanh Long, Đồng Than, Thường Kiệt, ở huyện Yên Mỹ, trên địa bàn tỉnh ta ngày ấy, còn rất nhiều đội chèo mạnh, điển hình như đội chèo làng Lai Hạ, xã Hùng An, huyện Kim Động, làng Đoan Khê, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, làng Thiết Trụ, xã Bình Minh, thôn Lạc Thủy, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, đội chèo xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ. Mặc dù đã bị phai nhạt đi ít nhiều, nhưng những làng chèo trên vẫn cố gắng để duy trì hoạt động. Không có kinh phí hoạt động, nhưng bằng niềm đam mê và ý thức gìn giữ những tinh hoa của làng quê mà họ vẫn thường xuyên tập luyện và biểu diễn cho nhân dân vào những dịp lễ Tết đình đám của địa phương. Nhà hát chèo Hưng Yên ngày nay đã phát huy được lợi thế của một vùng nôi chèo truyền thống và không ngừng phát triển để trở thành một đơn vị nghệ thuật sân khấu chèo khá mạnh trong làng sân khấu chuyên nghiệp.
chấp nhận dấn thân, chủ động mang nghệ thuật chèo đến với công chúng, kể cả các vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh việc dàn dựng các vở mới có nhiều tìm tòi, đổi mới cả về nội dung và hình thức biểu diễn để thu hút khán giả đến với sân khấu chèo. Các nghệ sĩ nhà hát còn không ngừng tìm hiểu, khai thác và phát huy vốn chèo cổ truyền thống với tất cả sự say mê, tâm huyết. Cũng từ đó, các nghệ sĩ, diễn viên nhà hát chèo Hưng Yên đã trưởng thành nhanh chóng, đoạt nhiều thành tích cao tại các kỳ hội thi, hội diễn sân khấu chuyên nghiệp khu vực và toàn quốc như nhạc sĩ Thịnh Trường, các nghệ sĩ Khắc Nghĩa, Xuân Xanh, Thanh Lam, v.v. Một số vở diễn của nhà hát đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng và bạn nghề, ghi dấu thành công về nghệ thuật. Trong đó có vở diễn Danh Y Vào Phủ Chúa, vở chèo Hương Cúc, vở Tống Chân Cúc Hoa, vở Lưu Bình Dương Lễ, Tấm Cám, Nỗi Đau Người Lương Thiện, Người Tử Tù, Nàng Trinh Nguyên, Giọt Máu Đào, Em Phải Xa Anh, v.v. và hàng chục trích đoạn tiểu phẩm được biểu diễn ở trong và ngoài tỉnh, thu hút hàng nghìn lượt người xem. Ngoài cái sự đầu tư của kinh phí của nhà nước ra thì là có cái sự đầu tư kinh phí của cá nhân. Và với cái sự yêu nghề nữa của các cái anh chị em này thì là nó sẽ có một cái những cái chương trình mà tham gia dàn dựng, rồi là phục vụ cái nhiệm vụ chính trị địa phương, rồi phục vụ các lễ hội của địa phương, rồi là đi tham dự các cái liên hoan hội diễn, nó sẽ có cái hiệu quả và thắng lợi. Nhằm phát huy thế mạnh của vùng chèo truyền thống thì thời gian tới, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh cũng cần có những kế hoạch trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy nghệ thuật chèo truyền thống ngay từ các làng xã với các chiếu chèo, phường chèo làng, duy trì phong trào hát chèo trong nhân dân. Đặc biệt, cần chú ý đến thế hệ trẻ để từ đó có những lớp khán giả tương lai đam mê và yêu thích chèo. Sở cần tiếp tục chỉ đạo và tạo điều kiện hỗ trợ nhà hát phối hợp với Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc để thực hiện dự án sân khấu học đường đưa nghệ thuật chèo vào các trường học, giúp các em học sinh làm quen và hiểu nghệ thuật chèo, thấy được cái hay, cái độc đáo của chèo và từ đó đi đến yêu thích loại hình nghệ thuật này. Đồng thời còn có thể biểu diễn được cả các làn điệu chèo. Với phương thức xã hội hóa, kêu gọi sự đóng góp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở nên định kỳ tổ chức các liên hoan chèo giữa các chiếu chèo trong tỉnh, tổ chức cho đoàn chèo tỉnh lưu diễn thường xuyên tại các địa phương hoặc mời những đơn vị chèo ở các nơi về biểu diễn, giao lưu để người xem có dịp thưởng thức nét hay của các chiếu chèo bạn. Cùng với việc tìm cách tân chèo một cách phù hợp, cần có kế hoạch bảo tồn và phổ cập trong công chúng yêu chèo những trích đoạn chèo cổ, các làn điệu chèo cổ. Đáng chú ý, nếu có thể, tìm cách đưa chèo trở lại với vẻ đẹp nguyên sơ ban đầu của nó, với các chiếu chèo sân đình chứ không chỉ ở sân khấu, rạp hát, từ đó phát huy thế mạnh của một loại hình nghệ thuật giải trí dân dã, gần gũi với quần chúng nhân dân lao động, để họ xem, cùng ngẫm và cùng thấm cái hay, cái đẹp của di sản nghệ thuật mà cha ông để lại và cùng tham gia vào như một nhu cầu tự thân. Có vậy, nghệ thuật chèo mới thật sự có cơ hội ăn sâu, bám rễ trong đời sống, được bảo tồn, gìn giữ và phát huy.